anh tạo dòng hiển thị bao nhiêu trận win nó để làm gì? Tôi thấy nó có đáng đâu, nó không đáng. Bây giờ nếu mà xác định đánh để lấy nhất ý, thì tôi đánh kiểu khác. Đánh để mà nhất ý, thì tôi sẽ đánh kiểu mẹ hardcore vãi lìn luôn. Cho nên là tôi có chạy theo thành tích đâu mà, nếu mà đánh rank thì đánh kiểu khác. Đánh rank thì đánh kiểu khác. Nên là anh em cứ đừng căng thẳng làm gì, chơi game thôi. Mất tiếng cái này. Ô, kia kìa. Thứ mấy cập nhật thì anh em đợi đi, bao giờ có thì sẽ được thông báo, chứ bây giờ tôi biết cái gì đâu mà tôi nói. Đồ đê. Cung gỗ. Ui trời. Lucian 3 giao điện. Yeah. Thích nhờ. Nghe thấy thích rồi thề. Lucian 3 giao điện. Được. Chào bạn Quang Đức nha. Cho một đồ ấy thôi, năn nỉ đấy thì phải một đồ ấy thôi. Một đồ thôi, Blitz. Điều mẹ, thế này thì khó đánh rồi. Thế khó đánh lắm luôn. Cục quá nhỉ, thì phải lắp luôn cả giáp gai này. Tony and Guy luôn này. Thì phải con này một tí máu mà không chết thì cay thật. Thôi cũng cố tình bán máu thì đi, để còn đi chợ sớm. Được không sao. Anh An đã nhắc đến Chi Chi mà không thể nhắc đến mẹ của Chi Chi á. Tôi thôi để lúc khác nói.
Thực ra thì tôi vợ tôi vẫn bình thường, không có vấn đề gì cả, vẫn ổn. Tôi chơi bộ gì á? Chưa, tập này chưa có bộ yết gì hết. Tập này chỉ đơn giản là bán máu và đi chợ thôi. Toàn cộng 1 thế này. Trời ơi, thế thảm quá. Đội hình full cộng 1. Ngọn giáo Sojin. Mẹ thế trận này bốc con mẹ nó ấy đi. Thật tình ấy, bốc mẹ thì đi thì đã đánh dễ. Mình phải đi sau hai thằng liền này. Thôi xong, mất hai cái thìa rồi. Chào các bạn, chào bạn Hoàng Kỳ Anh, chào bạn Tiến Thịnh nhé. Trời ơi. Và rớt với Ad á. Ad thì tốc độ đánh và ngọn giáo Sojin. Còn Varus thì Varus là một con cái chiêu cũng rất là mạnh, tùy. Các bạn có thể lên theo kiểu là mũ phù thủy, hoặc là các bạn có thể lên kiểu là bắn tay thường. Bắn tay thường thì lên những cái đội này, đam tay này. Bỏ lại mình tôi và em với nhau. Yếu thế. Này đéo bắt nổi người đá mất. Là tất cả, còn mình thì vụn vỡ. Một dao thiếu 4 tiền.
Quá yếu. Giết con nữa đi. Giết. Đấy, vì được cái kiếm bếp chứ. Thua cũng được, ít phải có cái đồ chứ. Yếu quá, nhiều cộng 1 quá. Nếu cộng 2 thì nó đã khác rồi. Ván này không phải là tôi cố tình bán máu đâu, vì tôi bất lực. Thật sự là tôi bất lực, tôi không có cách nào khác cả. Yếu quá, team nó yếu quá thì phải chịu toàn cộng 1 này, thấy không? Chả con nào lên 2 cả. Thế hiểu thở kiểu gì? Vừa vừa phải phải thôi thì biết. Đeo gì cho team yếu thế này. Này, 1-1-1-1. Ha xe ngọn giáo. Tất nhiên là ngọn giáo ngon hơn rồi. Đặt xét đi. Sấp đôi, đúng rồi. Bắn thế mà thằng kia vẫn kịp bắn, vẫn kịp quay dìu. Ồ đấy, ít ra phải có tí nhớt đấy. Rồi phải như thế thì người ta mới chơi được chứ không hao tu thở lộn thế thờ là được. Thì mẹ assassin hơi nhiều đấy nha, đáng quan ngại đấy nha. Nhiều khi không muốn bán máu đâu nhưng mà gặp cái thằng assassin là khó chơi cực luôn ý. Rồi tầm này có thêm 2 con cộng 2 là có thể chơi được rồi. Chính vì yếu quá tôi phải vứt bài, tôi lấy đồ đấy. Lấy thêm tốc độ đánh. Lắp luôn thì nó còn khỏe. Trông thế mà đứng thứ tư này, cũng không ấy lắm đâu. Cũng khá là rọt rẹo đấy. Được của loán ấy, không được đùa. Lại ha 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 ha. Trận sau đánh được cùng à? Vâng vâng, thưa bạn Candy Nguyễn đánh được ạ. À? Vâng ạ. À. Hit cho con đam chính về cộng 2 thì nó mới có đam, bắn phát 600 đam thì nó mới ăn tiền chứ. Chó này assassin à? 1 2 3. Assassin thì cũng không được mấy chốc đâu mà. Assassin thì một chốc một lát nữa thôi. Bình thường thôi. Xoay dịu. Chiu. Wow, em giết được kìa. Gặp bọn assassin này toang thật sự. Tự dưng được đi chợ sớm này. Hôm nay em vẫn định về chia tay. Ngoài này tôi đang có một cái linh cảm mà tôi sẽ bắt được một con Brand hay bắt được một con Savannah. À nhầm, bắt được con Anivia. Có một cái linh cảm không lành là như vậy. Holy shit. Tất cả đều ngoài dự tính của mình. Thế này thì toang quá. Lấy mẹ thìa chờ lật kèo, hy vọng là có ra thìa thêm lật kèo chứ cái này. Hỏng hỏng.
48 máu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cái đội hình này là của tôi, là đội hình chờ thời. Vấn đề là có chờ được không thì chưa biết. Hên xui. Kéo thế nhờ. Kẹt nền một. Quá buồn. Quá buồn. Buồn quá. Quá buồn. Ê, lỗi hình kìa. Ơ kìa. Ê, sao bắn xuyên con người chúng nó không mất máu này. Thế nó thấy đéo nó nhờ. Lag à. Khiếu họ khó hiểu thật. Chả đâu bị đâu cả. Đi mẹ tơn sau lên con mẹ cấp đi. Đằng nào cũng đang bắn máu này. Hy vọng chờ được cái tơn sói tơn chim này. May ra bớ được cái thìa. Bắt được một cái con cần bắt là đợt kèo. Này đánh ba dốc đồ này. Tốc độ đánh ngon. Ngon, tốc độ đánh ngon. Ngon, 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 ngon. Ngon. Đó, đó, đó. Có tí nhớt ngay. Bắn vào Garen đang xoay à? Ừ, chắc là do vấn đề lag hình ảnh. Hy vọng là lag hình ảnh. Cái gì đây? Ui, đi mẹ 600 đam cho một lần đập này. Ai chả chà, đi mẹ thằng nào. Vứt full đồ rồi con này khỏe thế. Thằng nào vứt full đồ rồi con này khỏe thế các bạn ạ. Archop quét kiếm qua một vùng trước mặt gây sát thương lên kẻ địch đứng trong đó. 600 đam. 600 spell đam ở cấp độ 2. Đi mẹ, nó cũng làm cái gì đấy đấy. Đáng để ngưỡng mộ đấy. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Cảm ơn đảng và chính phủ. Đây rồi, nó đấy. Cảm ơn đảng và chính phủ. Thiếu slot tía thì phí một slot cho Katsadin và cho nó burn mana. Tơn sau tôi sẽ lên cấp, lên 7 xong là ra vấn đề đấy. Xoay dịu. Ẻo ơi, yếu thế. Ôi. Khỏe chưa, khỏe chưa, khỏe chưa, khỏe chưa, khỏe chưa. Đổi đời, đổi đời. Đấy, có tí nhớt vào là nó khắc bọt ngay. Này, lắp thêm cái huyết kiếm thì đẹp. Hoặc là kiếm bé cũng được. Bắn tay, đây là một con bắt đất bắn tay. Ngon đấy. Rồi, đúng rồi. Ui, con Archop kìa. Thì mày bắt đầu phải có một cái nhìn khác đi về con Archop rồi đấy nhá.
Phải thật sự là có một cái nhìn khác đấy nhá. Ấy à, đi phải ông nhỏ này, đại bác liên thanh. Ai chả thằng nào đứng xa cắn đau thế. Phải có một cái nhìn khác đấy, buộc phải có một cái nhìn khác, phải còn ăn trông đấy. Trời ơi, lại gặp assassin rồi, nấu hết ca ruột. Thất. Ui giời, ui giời. Ui giời ơi. Cũng là một cái gì đó, bây giờ mà làm sao mà lên được con này 2 thay cho con Darius thì đẹp. Vứt con Darius đi xong rồi vứt hai con này vào lấy ma. Hoặc là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, lấy ma, lấy ma, lấy ma. Ma điên, ma điên. Thay con Ad 1 ra cho con Kitred 1 và còn ngon hơn. Đây rồi, Olivia đây rồi. Băng tộc này, mày không lấy băng tộc, lấy Olivia, chó ma. Trời ơi, nấu hết cá người. Vì nó là đồ lớn anh em ạ, vì nó là đồ lớn nên mình phải lấy. Về biến một con thành băng tộc, biến con nào nhỉ? Biến con nào thành băng tộc bắn nó nhiệt, địch lên nhiệt 3 bây giờ nhỉ? Con nào tốc độ đánh ở đây cao nhất nhỉ? Thì tôi vứt con Kindred, tôi sẽ vứt cho con Kindred cái này. Hiệp sĩ à? Ai không phải băng tộc à? Ơi, hiệp sĩ à? Thì phải mình tưởng là băng tộc là búa băng cơ mà nhỉ? Sai rồi, không sao, không sao, không sao. Dù sao thì nó cũng là đồ lớn. Hiệp sĩ, hiệp sĩ, hiệp sĩ à? Vứt mẹ cho Achok làm hiệp sĩ đi này. Con này là hiệp sĩ, Achok làm hiệp sĩ nó sẽ có block dam nó tốt hơn này. Được rồi, hợp lý. Thôi bán Darius đi, kiểu gì cũng không chơi nó đâu. Ba con element toàn cấp 1, hãm lìn thật chứ. Thua mẹ rồi. Nên đánh 4 không nhỉ? Tiền
3 tiền cho Kindred vào. Ui đại xẻng này. Lỡ cỡ quá thì phải mỗi thứ một tí thế này. Lỡ cỡ quá. Bất tử hay quá thì phải thở được thêm tí. Ôi ôi, căng thế nhờ. Mấy con element cộng 1 mình đeo ra mất lên trên. Vứt lên trên chỉ sợ nó toang. Đây con này lên 2 rồi này. Ai trời, ai trời. Bị thiếu thiếu một tí các bạn ạ, các bạn ạ. Bây giờ element đánh nhiều không? Anh em thấy nó đánh element nhiều không? Rất nhiều luôn. Moren này bị xa quá rồi. Thế có đau được không? Vẫn sống. Tôi đã biết để con gì ở bên trong mà cho nó đỡ AFK bây giờ. Từ từ xem có Blitz rank tôi sợ nhất đây này. Đấy thấy không? Tôi nhớ là có thằng chơi Blitz mà đi. Mẹ không dám găm bên này hai thằng Blitz thế này. Thấy chưa? Nó để sẵn này nó ý đồ đấy mẹ. Cho con Ash vào thì nó lại lôi ra thì vạ thì đéo chết. Thôi để con Ash vào đây đi. Chấp nhận hy sinh nó nếu như cần thiết. Kindred 2, Brand 2, mỗi tụi Brand không có đồ. Không có đồ AP, đấy hai con kìa. Nhưng mà cái thanh niên này sẽ đánh hai con Blitz nhỉ. Buồn cười thế. Lên. Bởi vì hai con Blitz nó chỉ kéo một con thôi, nó không kéo nhiều mục tiêu. Đeo tin nổi là mình vẫn thắng. Đeo tin nổi là mình vẫn thắng ạ, may thế. Bỏ chốc lấy ven á. Lấy con ven 1 mà lấy 4 cái công thủ hơi căng nhỉ. Tôi cũng có ý nghĩ rồi đấy. Lấy con kẹt thì bây giờ kiếm. Thêm cái thìa nữa. Nó đép ra thìa này. Các bạn thấy không? Khổ tôi không. Đến là tôi bỏ con Aatrox đi thật ý. Lấy mẹ 4 cung thủ và kích hệ thì con Aatrox này ngon quá. Cặc đem ý. Bỏ đi mẹ. Tầm này phải quyết đoán anh em ạ. Tầm này mà không quyết đoán thì không có làm ăn được cái con kẹt gì hết á. Quên mất con vứt con bên 1 vứt vào trong. Tầm này phải quyết đoán.
đánh hai ác quỷ là được rồi, có hai ác quỷ có cái để chơi rồi. Rồi kích tốc bắn đi em ơi, Hatom đẹp lắm. Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đấy, thì mẹ bốn cung thủ, bốn cung thủ với ba cung thủ nó khác nhau cực nên là phải quyết đoán đó. Tôi đang éo biết là phải làm gì bây giờ. Lên là con Kennen 2 à? Kệ mẹ vứt vào đây. Đĩa ra Kennen. Ra con Kennen thì có phải đẹp, đẹp bạc không? Đấy, mày kéo đi. Cho mày kéo con bên. Thí cái bên luôn. Thí điểm. Lại sắp hết pin. Khỏe phết rồi đấy. Không, kêu bây giờ không có chỗ nhét. Một cái vấn đề lớn bây giờ là kêu không có chỗ nhét. Băng quốc hiệp sĩ ác quỷ nhẫn giả. À ha ha ha. Hy vọng đóng băng là giết thằng này luôn. Đóng băng đẹp đẹp cái đã ăn tiền luôn. Nhéo ra cái gì? Cái thìa của mình vứt không. Mà cái thìa vứt không chả để làm cái gì. Sợ mỗi cái hai ông Sejuani này. Blitz ấy, mệt mỏi đến bố phết đấy. Đã bảo bao nhiêu lần là hai con Blitz nó chỉ kéo một con thôi, trừ khi xếp vào hai góc khác nhau thì may ra nó kéo hai con khác nhau. Khỏe lắm. Cho gạt đâu, từ nãy giờ đéo đặt chiêu kìa. Thôi xong. Toang nhẹ. Đây này, tôi phải để một con ác quỷ bên này, một con ác quỷ bên này để hai con nó bắn giữ trừ mana hai con này. Mỗi con nói chung là đại loại là mỗi một con có tác dụng là chăm sóc một con. Nào, con này sẽ bắn bên này, con này sẽ bắn bên này. Và hy vọng nó sẽ burn mana cả hai con đấy. Đấy thấy không? Cả hai con này bị trừ hết mana rồi này, thấy chưa? Đấy thì hai con lợn này thì không có cái tác dụng gì trong cái đấu trường chân lý này cả. Không tính tiền. Không tính tiền, cứng lên anh em, bật bất tử lên. Rồi. Trời ơi. Trời ơi, không tính tiền dăm ba con lợn này. Ý tức là con Sejuani, dăm ba con Sejuani. Có gì đâu. Nếu mà thích nhất thì nhất thôi chứ còn. Tôi cứ bao giờ tôi lừa anh em làm cái gì thì nhất thì nhất, bán máu thì bán máu, bán máu là một chiến thuật cơ mà.
Nhưng bán máu thì có phải là thua đâu. Mẹ một máu thì còn nhất đầy ván chứ, dăm ba cái ván tám máu thì ăn thua cái gì.